Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ tri ân vị tướng Trấn Ải Sơn Nam thời Vua Hùng Vương thứ 18, người đã có công trong sự nghiệp gìn giữ và bảo vệ dân tộc, phù trợ giúp người dân có mưa thuận, gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đến thời điểm này, các hoạt động chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ hội diễn ra vào ngày mai 17 tháng 4, tức ngày 17 tháng 3 năm Nhâm Dần, tại Đền Suối Tiên, khu du lịch sinh thái Tràng An. Tại khu nhà đón tiếp khách Tràng An, ông Thủy cùng mọi người tất bật chuẩn bị các điều kiện cho hoạt động rước rồng trên sông, một lễ thức độc đáo của lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương. Chúng tôi rất háo hức là chờ đợi đến những ngày này để mình phục vụ lễ hội ngày giỗ của Thánh Quý Minh Đại Vương, sửa sang lại, chỉnh chu lại tất cả những cái dụng cụ để mai mình tiến hành lễ hội làm sao cho nó tốt đẹp. Ở khu vực bến thuyền, những người lái đò cũng hối hả hơn so với ngày thường, với việc dọn dẹp thuyền bè, trang trí thêm cờ và chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết. Trên 1.000 chiếc thuyền đã sẵn sàng chở du khách tham gia lễ hội. Năm nay, sau thời gian dài trầm lắng vì dịch bệnh, lượng khách đến Tràng An đã tăng trưởng trở lại. Những người lao động tại đây đều mong muốn chuẩn bị tốt cho lễ hội, góp phần tiếp tục quảng bá cho nét đẹp của di sản quê hương. Chuẩn bị lễ hội ngày mai là chúng tôi là có trách nhiệm là chở khách đi đến nơi về đến chốn an toàn, thuyền bè này phải sạch sẽ này, áo phao đầy đủ này để đón khách du lịch khắp phương về để lễ hội để tưởng nhớ về Thánh Quý Minh Đại Vương. Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương mang nhiều nét văn hóa độc đáo với các nghi thức đều diễn ra trên sông nước như lễ rước nước, rước kiệu và rước rồng. Hành trình các đoàn rước sẽ đưa du khách qua những không gian độc đáo của các thung nước, hang động và trở về khu vực đền Suối Tiên trong vùng lõi di sản để thực hiện các nghi lễ tâm linh cầu quốc thái dân an. Chúng tôi rất là mong muốn quảng bá đến các toàn thể trong nước cũng như là các nước bạn bè anh em biết đến nét đẹp của Tràng An, cảnh đẹp của quê hương đất nước chúng tôi và để xin mời các quý khách là thường xuyên về tham quan quê hương chúng tôi. Bên cạnh các lễ thức chính, ban tổ chức còn bố trí dựng 9 sân khấu dọc theo tuyến sông để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đặc trưng của các vùng miền trong nước, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, tiêu biểu như nhã nhạc cung đình Huế, trò diễn xuân phả, quan họ Bắc Ninh, hát dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, qua đó sẽ giúp du khách cảm nhận trọn vẹn hơn giá trị văn hóa, thiên nhiên độc đáo của di sản thế giới Tràng An nói riêng và cả nước nói chung.